Xin chào, tôi là Hoàng Hiệp, CEO của Vicodemy, một nền tảng web nơi người dùng có thể tìm thấy các khóa học video, xem và tham gia cộng đồng trò chuyện riêng của người sáng tạo nội dung. Hãy tưởng tượng bạn vừa xem một YouTuber hướng dẫn viết code và với nhiều câu hỏi bạn có thể messenger trực tiếp với anh ta để được tư vấn. Và thật vui vì cuối cùng bạn cũng tìm thấy cộng đồng, những người có chung sở thích, có thể thoải mái trò chuyện và có một người luôn đồng hành và hướng dẫn bạn. Câu chuyện bắt đầu khi co-founder của dự án, tôi, đang lên kịch bản để quay video cho kênh YouTube hướng dẫn lập trình game của mình, thì bỗng dưng có một người anh là người xem những video hướng dẫn mà tôi làm. Anh muốn tôi đồng hành và hướng dẫn những kiến thức về làm game. Sau đó chúng tôi đã xây dựng được kết nối giữa hai người có cùng niềm đam mê và chúng tôi muốn kết nối với nhiều người hơn nữa. Ngoài các khóa học video do chính chúng tôi xác nhận, với một khoản tiền ủng hộ mỗi tháng, bạn có thể tham gia trò chuyện với chính các hướng dẫn viên mà bạn vừa xem. Để sử dụng, bạn vào vicodemy.com. Tại đây, bạn có thể xem hàng trăm những hướng dẫn viên tiềm năng là YouTuber mà chúng tôi sẽ mời về. Hiện chúng tôi có một mình tôi là Hoàng Hiệp, và một khóa học hướng dẫn lập trình game. Với việc đề cao sự dễ dàng, bạn chỉ cần ấn vào tham gia cộng đồng. Tại đây, bạn có thể tham gia trò chuyện với những thành viên khác có chung mục đích, hoặc sử dụng lệnh Ask để hỏi trực tiếp hướng dẫn viên trong kênh chat bất kỳ câu hỏi trong chủ đề liên quan. Bạn có thể xem những câu hỏi và trả lời trực tiếp trên trang web vicodemy.com. Với Vicodemy, thay vì học mới biết, ta sẽ biết rồi mới học. Tôi rất vui được nói chuyện với bạn. Xin cảm ơn.